Xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì trong chủ đề ngày hôm nay, tôi cũng chia sẻ với lại các bạn và các anh chị thì tại sao mà các khách sạn phải cái công khai cái bản nội quy. Thì kính thưa các bạn với các anh chị thế này, thì xuất phát từ cái việc mà nhiều cái đối tượng mà hay lợi dụng cái hoạt động kinh doanh khách sạn để thực hiện các cái hành vi mà liên quan đến cái phạm pháp, ví dụ như là hành vi mại dâm, buôn ma túy, vân vân. Cho nên đó là khách sạn cần phải có một cái nội quy một cách là chi tiết và cụ thể để cho khách lưu trú không có vi phạm và đó có hoạt động kinh doanh của mình luôn luôn đó là đúng theo cái quy định của pháp luật. Bên cạnh đó thì cái bản nội quy rồi được phép khách sạn riêng biết thì nó đảm bảo cái đề nó hoạt động cũng như là cái vấn đề an ninh an toàn toàn bộ nhân viên người lao động đang làm việc tại khách sạn và làm cái căn cứ để mà bảo vệ cái quyền lợi và lợi ích của khách hàng và khách sạn khi có một cái vấn đề hoặc là một sự cố nào đó xảy ra. Thì thông thường cái bản nội quy thì được quy định các cái giấy tờ mà khách đến lưu trú phải xuất trình, ví dụ như là căn cứ công dân, quy định các cái quy định liên quan đến vấn đề là an toàn phòng cháy chữa cháy, rồi sử dụng các cái vật liệu mà dễ gây cháy nổ khi lưu trú trong khách sạn. Cái bản nội quy ấy, thì thông thường các khách sạn sẽ được dán ở khu vực gần quầy lễ tân hoặc là trong phòng khách hoặc ở những cái nơi mà khách có thể thấy trực tiếp và dễ theo dõi để thực hiện. Kính thưa các bạn, hiện nay quy định của luật du lịch thì cũng có quy định cụ thể đối với quyền và lợi ích của khách du lịch cũng như là khách sạn khi không thực hiện hoặc là không niêm yết bản nội quy theo quy định. Thì đối với khách du lịch đó, nếu mà đến một cái cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch và ở đó có niêm yết sẵn cái bản nội quy mà khách du lịch mà không thực hiện cái nội quy, cái quy định mà cái cơ sở đó đã niêm yết thì có thể bị cơ quan có thẩm quyền xử phạt từ 500 đến 1 triệu đồng. Thì cái nội dung này được quy định tại cái khoản 3 điều 10 của nghị định 45 của chính phủ. Còn trường hợp mà các cái khách sạn, các cơ sở lưu trú du lịch mà không niêm yết công khai nội quy cũng có thể bị cơ quan thẩm quyền phạt từ 3 triệu đến 5 triệu đồng. Nội dung này được quy định tại khoản 3 điều 10 của nghị định 45 được chính phủ quy định. Do đó thì chúng ta luôn tuân thủ bản nội quy và các cơ sở lưu trú du lịch cũng như là các cái cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch nên có nội quy chi tiết cho cơ sở của mình. Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn và các anh chị đã chú ý nghe.